Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế đã không số lượng, không đi, không đến, không thể nắm bắt được, nên cũng không thể chứng đắc. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào sắc để chứng, chẳng thể dựa vào thọ tưởng hành thức để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào nhãn xứ để chứng, chẳng thể dựa vào nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào sắc xứ để chứng, chẳng thể dựa vào thanh hương vị xúc pháp xứ để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào nhãn giới để chứng, chẳng thể dựa vào nhĩ tĩ thiệt thân ý giới để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào nhãn thức giới để chứng, chẳng thể dựa vào nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào nhãn xúc để chứng, chẳng thể dựa vào nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra để chứng, chẳng thể dựa vào các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào địa giới để chứng, chẳng thể dựa vào thủy hỏa phong không thức giới để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào vô minh để chứng, chẳng thể dựa vào hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào bố thí ba la mật đa để chứng, chẳng thể dựa vào tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào pháp không nội để chứng, chẳng thể dựa vào pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh để chứng.